Mở đầu bản tin là video cho thấy một chiếc xe bọc thép BTR chở đầy lính của Nga đã bị phục kích bởi một xe chiến đấu M2A2 Bradley của lữ đoàn 47 Ukraine ở khu vực gần Avdiivka. Một lần nữa, toàn bộ nhóm xung kích lại bị tiêu diệt bởi hỏa lực từ khẩu pháo 25mm. Trong video, chiếc BTR chở đầy quân Nga đang chạy thì bị tấn công liên tục, chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Lính Nga trên xe đua nhau nhảy xuống tìm nơi trú ẩn, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì liên tục bị tấn công. Một số đổ gục ngay tại chỗ, một số liên tục chạy xung quanh chiếc xe hỏng để tránh nạn, nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Tiếp đến là cảnh drone FPV của Ukraine tấn công xe BMP của Nga đang chở 9 người lính. Chiếc xe nổ tung. Cuối video có thể thấy một người lính kịp nhảy xuống và chạy tìm nơi trú ẩn. Những người còn lại không thấy đâu. Video này cho thấy một cú tấn công bất ngờ của FPV Ukraine nhắm vào một chiếc xe đang chở quân Nga ở Krynsky, vùng Kherson. Những người lính trên xe đã nhanh chóng nhảy xuống và chạy tìm nơi trú ẩn. Còn đây là video cho thấy thiết giáp Ukraine tấn công vào các vị trí của Nga gần ngôi làng Novomikhailovka ở vùng Donetsk. Ông Anton Gerashenko, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng một video cho thấy một lính Nga đầu hàng đơn vị lữ đoàn 47 của Ukraine. Anh nói, tôi chọn đầu hàng đơn vị số 2 lữ đoàn 47 Ukraine. Một vài đồng đội của tôi đã kháng cự và đã mất mạng. Phía Ukraine có Bradley, xe tăng, UAV. Tôi không muốn đối đầu với lữ đoàn 47 Ukraine. Tốt nhất là nên đầu hàng, đừng đối kháng, vinh quang cho Ukraine. Video cho thấy, quân đội Ukraine tấn công quanh khu vực nhà máy hóa chất Avdiivka Kursk ở hướng Oleski, Kherson. UAV của Ukraine đã thả mìn chống tăng TM-62 xuống kho đạn của quân xâm lược Nga.
Video này cho thấy lính biên phòng Ukraine tấn công tổ hợp giám sát video Murom-M của Nga ở hướng Zaporizhia. Hai chiếc xe tăng Nga là T-80 BVM và T-90 bị tiêu diệt bởi lực lượng vũ trang Ukraine thuộc đơn vị Shadow ở hướng Avdiivka. Thêm một chiếc xe tăng T-90 nữa của Nga trong khu vực Zaporizhia-Terni bị tiêu diệt bởi pháo binh Ukraine. Ít ai có thể ngờ T-90, một trong những loại tăng mạnh nhất thế giới, được mệnh danh là bất khả chiến bại, lại có kết cục thế này tại chiến trường Ukraine. Thông tin trên mạng xã hội X cho biết Ukraine đang sản xuất 100.000 chiếc UAV mỗi tháng. Đây đúng là cơn ác mộng đối với quân Nga. Trong video này, một khẩu pháo tự hành Govdika và một khẩu pháo BMD-4 đã bị phá hủy bởi drone FPV của Ukraine ở hướng Zaporizhia. Và đây là pháo tự hành 152mm L-37 Dana M2 của Séc đang phục vụ trong lữ đoàn Mariupol số 56 Ukraine. Video cho thấy Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ném bom chùm RBK xuống các phòng tuyến kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine. Ở hướng Rabotino, vùng Zaporizhia, quân Nga thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 291 đang sơ tán một chiếc xe tăng T-80 mắc kẹt trong khe núi. Миша, как дела? Отлично. Все хорошо. Все будет. Cuối bản tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đăng video trên mạng xã hội X cho biết ở Odessa, hoạt động giải cứu tại địa điểm xảy ra vụ tấn công Shahed của Nga vẫn đang diễn ra. Tổng cộng có 215 người có mặt tại hiện trường, bao gồm lực lượng cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế. Tôi biết ơn các tình nguyện viên đã giúp đỡ. Cho đến nay, có 10 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 3 đứa trẻ. Nga đã biến trẻ em Ukraine thành mục tiêu quân sự của mình.
tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả các gia đình của những đứa trẻ đã qua đời. Tất cả các nạn nhân đều đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Có thể vẫn còn trẻ em dưới đống đổ nát kia. Cuộc tìm kiếm đang diễn ra và sẽ tiếp tục cho đến khi biết được số phận của tất cả những người có mặt trong tòa nhà kia. Tôi biết ơn tất cả những người tham gia vào nỗ lực cứu hộ đang hỗ trợ người dân và giúp đỡ những người bị thương. Cảm ơn tất cả những người đang tiêu diệt quân chiếm đóng, thiết bị và hậu cần của Nga. Thế giới phải đáp trả mọi biểu hiện xấu xa của Nga và đẩy lùi các hành động của Nga. Chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Chỉ có sức mạnh của Ukraine mới có thể đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân Ukraine.